Buồng này nhé, buồng này với buồng này nhé. Cháu chặt xong rồi cháu ra. Ông cứ đi làm việc gì, ông cứ đi làm đi. Vâng.
ông nhỉ? Ừ. Nắng hết rồi. Hết. Nắng hôm nay là phơi một ngày là xong rồi đấy, là khô hết rồi. Phải đào đều nhiều lần cơ nó mới khô được nhỉ. Khô được, đào đều được. Bên dưới sân nó vẫn còn ướt. Ông ơi, con gửi tiền ông ấy. Cũng về luôn đây. Vâng. Thank you.
I'm
mà. Có mấy chục người cũng sẽ có mà. Nhưng mà chúng ta có thể đến với dân cả bài đó là chúng tôi sẽ sợ cả một lần. Gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng, xin trân trọng kính mời. Chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là tôi có thể lựa chọn trong đồng một sản phẩm bất kỳ ở trong hàng của chúng tôi. Nói xấu tôi, nói xấu tôi, không dù, dù gì thì gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng, xin trân trọng kính mời. Con này bao nhiêu ấy chị? 22.000 em ơi. 22.000 ạ? Vâng, thế lấy cho em 30 con đi ạ. Đấy em chọn đi. Đấy chị đóng luôn cho em. Chị đóng cho em đi một bàn. Đấy, cô chọn một cái rổ đen đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước vào xem lợn ở nhà nó gột lợn. Nguy hiểm. Rồi chị ơi, chị ra đếm cho em mất. Mày, về đây nhé.
9 người. Thank you.
Thank you.
về nhà mà làm đẹp nữa không khổ. Ngon rồi, nhớ rồi lấy cục già cho mày. Không ngon. Nhiều gì ấy. Đi đấy. Này ạ. Ừ. Đây. Đây. Có cái gì đâu mà. Nhắc của nó non đấy, ngon đấy. Đấy mới ngon. Đấy mới ngon. Đấy ăn nó ngon, kia nó dạ khó, củ rơi chất nhỉ. Cái này non thôi, đỏ là chị ạ. Đỏ là nó non thôi. Đỏ non thì về mới dạ được cái củ khô. Em ơi về đi con, đã xem á. Chúc mừng mai chị về đẹp không? Đã xe đi về. Lắm rồi.
bỏ chữ vịt đã. Đứng dậy nhặt lên thì nhặt. Rồi, bạn xin. Đi. Đúng gì đã? Ừ. Hai quả 8.000. Không rồi. Mai siêu quá. Em ơi, chiều mày bán này em ơi. Quên. Em đi đi. Bao nhiêu tiền cân? 4.000 chị. Về tối nay thì con. Gấp thịt nướng cũng con mà. Mình đã chưa đấy. Gọi cần giấy chị ơi. Bố. Gì đây này? Điện à? Điện. Vâng. Điện không ạ? Ông ngủ hộ cháu ít đi. Ông cháu ít đi. Có làm gì không? Mua về nướng thịt. Cá suối hả anh Thái? Ơi. Cái này hết rồi phải ông Lý ơi. Hết rồi, nếu một con trong nhà là hết. Quá, hết ra bánh cuốn anh cho vào kìa.
phải con lái gì không nhiệt không nhỉ? Thank you.
báo giá cả phải chăng, chắc chắn dịch vụ sẽ làm hài lòng. Thank you.
năm thì 2-3 ngày là đi bán bán nó ngon lắm, hôm nay là giòn giòn lắm. Ấm mà cứ xả ra. Ấm mà cho con cứ chỉnh sửa cho nó là đỡ nhường con đấy. Yeah.
cái chỗ này.